Hàng từ Quảng Châu về Việt Nam các bác nha. Đi đường dài thế nên là nó sẽ cái hộp nó không được lành nặng như ban đầu. Nó sẽ hơi bóp nhau tí. Quan trọng là đồ trong nó không vấn đề gì là được. Đấy, hơi bóp nhau tí. Đấy. Vậy xong ok chưa? 42. Đi đường xa này là nó đều màu cam hết các bác nhá. Sai rồi. Đây 42. Thank you.